tư nè Thành. Dạ. Lại bẻ cà này, cà non rồi về cái mình ăn với mắm nè. Ủa nay coi tư làm mắm gì vậy Tư? Rồi mắm, hồ mắm chưng gì đó. Để lại đi ha. Dạ. Nè, về nè. Còn non ngon quá. Dạ. Cá quá trời. Mà Tư không có xịt thuốc đó, sâu nhiều. Về mình lựa ra. Dạ. Cái nào ăn được thì mình ăn. Dạ. Hai hát luôn đi. Cà này đi sâu rồi. Bỏ khỏi hai. Đây cây khác đi. Trái ngon Thành ơi. À, cái này nó còn non chứ ăn ngon lắm. Đây là cái này. Có sâu nhưng mà về mình chẻ ra. Đây nữa nè. Ồ, đây là Thành ơi. Một cuốn rồi tới 3 trái luôn. Nè. Hết biết không? 3 trái luôn, trái luôn. Trái dữ thiệt. Yeah. Rồi. Rồi đi cây khác, cây này hết rồi. Đi. Đây nè, cây bên đây nữa nè. Yeah. Cuốn 2 trái không? Cà tím thấy ngon quá ha. Ô, cái này nó thòng với mương nè Thành ơi. Dạ. Thấy luôn. Rồi đi cái khác Thành ơi. Cây này. Cây này nó khuất trong đây nè. Đây là cũng 2 trái luôn. Cà non non cho ăn ngon lắm, ăn ngọt. Đi nó còn ở kìa. Nó còn ở dưới á. Được dưới này nữa hả? Dạ. Ồ, Dũng Tư đứng không thấy. Như này nữa nè, đây nè. Được lửa đi. Còn trái gì vậy kia? Nó kia toàn tê cho cái lá già, dính như cái lá xanh đó. Ừ, trời ơi. Trái này nó nhỏ xíu, mình thấy ngon quá ha. Yeah. Một nắm nè. Yeah. Về mình lựa ra, cắt ra coi nào sâu mình bỏ. Mương không à. Một cặp là 2 trái nè, dưới này nữa nè. Ồ. Nhỏ thì cũng ngon, cà non mà. Rồi đi tới nữa con ơi. Cây khác. Cây này mình tới. Cây đó sâu không à? Trái đó sâu không à? Lại đây Thành ơi. Cà nhỏ nhỏ này mà không bẻ trước nó mai mốt rồi sau nó ăn cũng hư hết rồi. Cây có mấy trái không? Tại Dũng Tư cũng xin. Dũng Tư đâu có xịt thuốc đâu, nó bị sâu ăn hết trơn à. Dạ. Cây kia có cái Thành đây nè. Dũng Tư ở đây còn trái nữa. Rồi thôi sẵn nó con bẻ luôn đi con. Tại Dũng Tư có Thành ở đây nữa là Thành ơi. Cuốn 2 trái nè, cái bụi trái nhỏ. Ô, cái này đi sâu rồi. Thôi kệ đi, về mình gọt cái nào à? Cái đằng này cũng có nhóc nè. Nhóc mà nó thúi nhiều quá. Cái đường vô Thành ơi. Dạ. Lấy hái được đâu có trái hay trái gì à? Còn nhiêu sâu không à? Cái đó sâu không à? Sâu không à? Sâu nữa, có nhỏ xíu mà sâu luôn. Đã có thuốc thì nó là không bị sâu, mà cái này mình không có thuốc này. Thôi ăn gì cho nó an toàn. Yeah. Rồi thôi nhiêu là đủ, coi mình đi hái rau khác nữa. Dạ. Yeah. Đi coi. Nhút nha. Chị Thành ơi, đập đọt Rau Nhút nữa kìa, ăn cái mắm được rồi, đi. À, không quá. Dạ. Diễn đi thì phải cao. Ờ. Trời, không nhẹ mà diễn tư nữa. Ê, con Rau Nhút này nó non cơ nè, mà béo quá trời. Ồ, cái cầm cái kéo nữa. Ờ, đưa cái kéo về được cắt. Dạ. Nó non. Cắt dài dài đi, về cái lúc nào mình lựa ra mình ăn. Mấy cọng bò trên bờ chứ mập không hả? Dạ. Bự bự không? Vì mấy cái hái trên bờ. Ờ. Rồi. Có đã vô chung với cái cà đi. Đây. Còn mập nó chết không? Kêu nó vô, nó xa ngoài. Xào quá. Chưa đủ coi về hái thêm rau vườn nữa. Dạ. À, còn bóng qua được không nha. Chết mẹ. Không, cứ xào. Chưa lặt xuống rồi. Chưa. Ít còn cái chúng tôi rồi. Xong rồi. Đi ra đây hái mớ đậu gồng về ăn mắm chưng ra. Trời ơi, ở đây được mấy trái đậu gồng non non không? Trời ơi, có sâu nữa. Ừ, được đây trái đậu gồng này nó còn non. Để đậu gồng hả? Để đậu gồng. Ủa, anh đi hái rau trên rẫy dễ hả? Dễ hộp phụ hái mấy trái này đi. Hái đậu gồng. Ở trong đó một trái. Ở trên đó có bự nữa. Đó, hai trái. Có sâu đó ông ơi, có sâu. Cái này có sâu. Ừ, có sâu rồi. Con bự bự con à. Sâu lông không đen. Con thui. Cái trái. Ngon trời, bẻ được trái nữa đó hả? Dạ. Còn non ăn nó non. Cậu bưng đi ra thẳng. Ê kìa, ăn trên đó trái đó anh thấy không? Hai trái luôn. Hôm bữa giờ cũng thấy á Duyên Tư. Rồi thôi để mấy cái trái. Đây trái nữa nè. Ôi, để con này trái trong. Thấy luôn hả Thành? Dạ. Thành nó hay. Nó đeo lên cây mai chết không anh? Kìa nó quấn kìa. Chết chóc gì đó. Trong cây mai còn hai cái bự. Ở đây nó còn. Sao quằn xuống? Được. Rồi để Duyên Tư quằn cái kia xuống. Bây giờ nó bắt cầu qua cái dừa rồi. Trời ơi, không thử vậy. Em hái trái này cho anh quằn đi. Ôi trời ơi. Không thấy. Này. Được mấy trái, lượng thấy mấy trái. Em thấy hai ba trái mà giờ cút hết thấy rồi. Nó hình thành. Ở bên đó nó kìa. Ở trên cái nhánh nó. Con gỉ vô á hả? Ôi, sợ nè. Cái lá đậu gồng, trời ơi, miếng té luôn. Cái lá đậu gồng non nhiều quá. Ừ, ở trên cao quá bẻ mới xuống hết đi. Đi đó, còn đó con trái kìa. Đây. Thấy à? Nè. Thấy bẻ đi. Cầm đi Thành, con cầm cái này đi Thành. Tôi tư hết. Cái lá nó màu xanh rồi cái trái này nó xanh nữa khó nhìn. Hết rồi. Còn ở trên trái nữa. Còn trồng vô trong hái Thành á. Vậy cái này buông đi anh. Thấy mẹ không, nó quằn xuống bên này vậy. Ồ, cái này là bữa nào mà làm bánh xèo gối nữa. Trời, thấy vậy cũng nhiều quá nè. Cái vậy cũng nhiều đó, ăn một bữa không hết nữa. Cái lá nòn thấy hào luôn chưa? Thôi đi vô phía trong này hái, hay còn con coi coi còn Thành. Dạ. Chợ nào con thấy con hái đi. Trong đó rồi, xuống trong rồi. Về gấp này mà mốt nó cũng còn lên trái nữa đó. Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Thì bữa nay mình làm cái món mắm chân nhân cả nhà. Đây mình có 2 kg thịt với lại 1 rổ trứng vịt. Này trứng vịt của nhà nó đẻ, mình đem ra để mình đánh, mình chưng với lại mắm với trứng với thịt. Có 1 tô mắm cá lên. Cà ông xã ông hái được ở trên gãy với rau nhốt, với được mớ đậu rồng nhà. Mình mua thêm rau thơm để ăn kèm, chuối sống, cải xà lách. Cái này là tai tượng ớt để chút mình là ăn với mắm. Giờ mình đi sắc thịt rồi mình bầm mắm. Rồi giờ mình lấy thịt mình sắc. Chưng mắm thì có thịt có hơi mỡ mỡ này nè, nó ngon. Rồi mình lấy thịt mình bằm. Rồi giờ mình lấy mắm mình bằm. Mắm này là mắm cá linh, dắt bớt cái nước mắm lại. Thịt bằm nè, thịt mình bằm xong rồi, giờ mình cho ít gốc hành vô. Rồi cho hành tỏi phi thơm vô. Vô 2 muỗng đường. 1 muỗng hạt nêm. 1 muỗng bột ngọt. 1 muỗng nước mắm. Lá nữa cho thơm. Mình trộn lên. Rồi giờ đập trứng để đánh ra để trộn với thịt, để là trộn thịt trộn mắm để mình chưng. Ôi trứng ngon quá. Trứng này cũng hên xui nữa, tại lâu quá rồi vịt nhà nó đẻ, rồi cái để lâu quá nhiều khi nó cũng bị hư nữa. Trứng này lâu quá bị giữa ơi, sợ trứng ấy. Còn mấy chân mắm là mấy cái trứng giữa cũng không có sao. Rồi trứng mình đập xong rồi, giờ mình lựa mấy cái chồng đỏ đẹp nè, để một chút mình mắm chín cho mình để lên mặt của cái tô mắm cho nó ngon. Mình vớt bằng cái vợt này đi, nó mới ra được cái chồng trắng. Thôi cái nó bị dính cái chồng trắng nhiều quá. Lấy cái lòng đỏ thôi. Vậy mà nó còn chưa hết nữa. Chút xíu mình vợt lại. Rồi giờ mình đánh trứng ra, đánh cho nó hòa lại với nhau. Rồi mắm bằm xong rồi, mình cho qua cái thau lớn này. Trong mắm này mình cũng nêm gia vị vô, mình cho vô 2 muỗng đường, tại vì mắm nó hơi mặn. Cho vô 1 muỗng hạt nêm, cho 1 muỗng bột ngọt. Quậy lên cho nó đều gia vị ra. Để thịt vô. Cuối cùng mình cho trứng vô luôn. Cho gấp hành vô. Ồ, nước sôi quá chừng, hôm nay là để lấy cái xỉn, lấy cái xỉn lỗ mình bắt lên. Rồi mình để mắm vô mình hấp. Để nắp lại hôm nay luôn. Rồi mình cũng để lên luôn, chân mắm này dễ lắm. Rồi mình bắt bên đây luôn, thêm 1 thau nữa, lỡ rồi. 1 thau thì nó bự quá, nó nhiều quá, hấp lâu chín. Rồi lặt rau hai ơi, lặt rau Thành ơi, được mớ rau vườn nữa nè, rau nhút nhà mình nè. Rau nhút nhà ăn ngon. Quá chừng rau. Được mớ cà nữa kìa. Cà này cà non ăn sống. Hái chảnh hồng nhiều không Thành? Dạ, diện Tư hái hết rồi cô Tư ơi. Hái xong đợt nào diện Tư chặt luôn. Vậy hả? Dạ. Ông chặt, ông trồng cho nó lên chứ gì? Dạ. Như là cà đó là đốn vậy đó, rồi nó lên cái khác nó mới tốt nữa. Dạ, ở trên đó nãy cũng có nhiều đó mà sâu nó ăn quá trời. Trồng bỏ tự nhiên luôn mà đâu có phân có thuốc gì đâu, còn không tưới nữa. Cái này hồi nữa mình để trong nước hay pha nước muối ha, rửa nó kỳ nó mới ra, nó bị đóng gông. Gông không ạ? Cái này nó đóng gông. Ở trên chảnh á, ở trên giường của cô Tư, cái cọng rau nhút mà nó lên bờ á, nó mọc mập luôn. Cọng là con nói bự bự. Còn nữa hả Thành? Dạ còn. Còn nữa bữa nào mình nấu lẩu mình ăn, hay là nấu canh chua gì á? Thành là cái gì nghe nó cũng thích mắm hết. Thành nó thích mắm. Cho ăn mắm đã đời luôn, cô Tư mua mắm mà mặc sức mà ăn. Yeah. Cô Tư còn mắm lóc nữa kìa. Nào, mắm này mắm cá linh rồi còn mắm cá sặc nữa. Còn thiếu mắm bỏ. Mắm bỏ là nấu bún mắm đó, thơm lắm. Đúng là nấu bún mắm là buôn nấu 2-3 thứ mắm, 2-3 loại mắm vậy đó, nó mới ngon, nó thơm. Cái thằng mắm bò hóc không mềm bạn ở Thành có ăn rồi hả? Dạ có, con hát ngày hôm qua luôn. Ở đây cô ai không biết ăn mắm bò hóc à? Chị hồi đó giờ không biết ăn hả? Không. Mắm bò hóc thơm lắm. Ở đây bà nội của ông Khoa bả làm nè, thơm ngon lắm. Con cá lồng tông làm nó là con mấy con cá nhỏ nhỏ, con cá lồng tông rồi á, nó để cho nó ương lên á, nó sình lên. Chị mà làm nó chưa sình ha, chị cũng phải là con ngâm trong nước á, cho nó sình con cá lên là nó mới thơm. Bà nội đó bà nội mới chỉ á, rồi chị mới trộn cơm nguội thính đồ vô luôn. Này nó bị già. cái nào già bỏ bớt để ăn da nhất. Rau nhút mà ăn cái non á em lặt em bỏ dữ lắm, nhưng mà hồi nữa ăn thì tự ai ăn nấy lặt thì cỡ nào vừa ăn á. Ủa nãy Diện Tư không có hái rau muống nữa hả? Dạ không. Vậy chắc nhiêu đây nhiều quá là cho nên ổng không hái rau muống nữa chứ gì. Dạ. Ổng nói có rau muống nữa. Rau muống mình bắp dấm á, chứ còn mà rau muống ăn sống cũng ngán lắm. Ăn không ngon nữa chứ. Đậu rồng này không là ăn cũng đã đời rồi. Hồi nữa hái thêm vài trái khế nữa thà. Dạ. Khế mình khế ngọt nè. Dạ. Cái này cũng biết ăn. Cà này thấy vậy chứ hồi nữa nó bị sâu bọng ăn đó. Nó bị sâu ăn nhất luôn. Bữa nay ăn mắm mà mình ăn cà sống chứ không thôi cà này mình chiên nữa ha, nướng gì cũng được. Hay là hấp. Để đợt sau này đi ảnh chặt cho nó lên cái mới á, có đi rồi em chiên nè, em làm cà nhậu thịt á, cà nhậu thịt ngon. Bữa nay quá chừng bọc luôn hả? Ủa anh đi đường đó hả? Bữa nay làm thử vô đây cho nó chạy. Thấy được không ông? Cái hàng rào cao quá vậy. Được. Thấy hoài. Rồi tao thấy rồi. Ôi hay. Ôi chừng chết đi mít rồi ông ơi. Đâu thấy rồi. Ôi ướt hết. Ôi trời ơi đợt này bao ở quá chừng luôn. Này, chuẩn bị bao ổ lại tiếp nữa ha. Còn 7 bao nữa tổng cộng tới 15 bao rồi. Dạ hả? Đem mới có 8 bao rồi. Dạ anh Thảy đây một chút mới chắc trễ vô phải không? Ừ. Rồi một chút nữa về đem về tiếp nữa rồi hả Thảy vô trong. Ồ, nấm chín rồi. Rồi cái tô lòng đỏ trứng. Mình quậy cho nó đều ra. Rồi. Mình đổ rồi mình chán lên trên mặt mắm nè cho nó đẹp. Hai thao cho nên mình chừa ra chiên. Rồi nồi lên nay luôn. Chín hết rồi, đặt hết rồi. Rồi còn thao này mình cũng đổ cái chồng đỏ vô lên. Này chừng mắm mà hai thao này nhiều còn gỡ dòng út nó ăn nó đi học nữa. Đứa nào cũng thích mắm chưng lắm, dễ ăn. Ăn cái hấp lại để dành ăn đi học đồ, ăn được. Không có thời gian làm. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi bên đây mình cũng dở ra luôn, chín hết rồi. Rồi mắm chân chín rồi, giờ mình để hành tím lên. Rồi mình thêm ít ớt nữa. Rồi bên này mình cũng để hành luôn. Ớt vô. Rồi mắm chín rồi, mình nhắc xuống. Rồi bên đây luôn. Ngon quá, cô Tư ơi, bữa nay cô Tư làm nghe món mắm mà con thích nữa. Nghe hả, món này là thích lắm đó hả Thành? Dạ. Giờ để cô sắn ra đặng dọn cơm ăn. Dạ, thích ăn mắm lắm. Mắm nào cũng thích hả? Này nè. Bởi vậy cô làm nhiều nè, chị Trang cũng thích nữa, anh Bi cũng thích nữa. Dạ. Cô làm rồi cô cho chị Trang đem theo ăn đi học. Dạ. Rồi anh Bi về cho nó ăn miếng nữa. Cái nào cũng thích mắm hết trơn. Mà mắm chân hột vịt này nè, cô làm nhiều thịt lắm, nhiều thịt, nhiều trứng nữa. Dạ. Rồi sắn ra. Ta bự cũng đã. Ăn cũng cho đã luôn. Dạ. Cánh da nó sảy lên, bốc nó lộn. Cái này cái này sắn cũng như là bánh da lợn da. Đùa ớt qua. Vít lên coi. Ôi nó chóc lên ngon quá Thành ơi. Đưa cô mượn cái muỗng nữa coi. Những này như bánh kem vậy cho tôi. Dạ. Cắt bánh kem vậy. Ồ ngon quá nè Thành. Mấy thịt thơm luôn. Ồ. Ăn trứng da nó thịt da. Cái này mà chấm chuối chát là ăn thôi, bữa nay là ăn cơm là hao cơm lắm luôn á. Dạ. Này là nước bong bóng luôn á. Thơm. Thơm thôi là thơm. Con à, mắm nào cũng thích hết hả? Yeah. Thích ăn mắm chiên, mắm kho, mắm rồi cũng thích hết luôn. Rồi, cô Tư còn mắm nữa, bữa nào nấu bún mắm. Trời ơi, bữa nay quá chừng mắm rồi Thành ơi, ngay món của con thích nè. Yeah. Bây giờ bớt cơm đi con ơi, yeah. Bữa nay cái món này là hao cơm lắm à. Ăn cái này là ăn no không hay luôn á. Thôi chia nữa nha. Đây xới cơm con bớt. Xới cơm bới đừng bữa nay bớt cơm mỗi tay luôn rồi Thành. Thành cho cái bưởi da xanh này ngon quá trời. Thành nó tài chải á, tội nghiệp ha. Bưởi ngon ngọt quá ngọt. Đứa nào cũng là món chân ngon lắm. Thằng Bi rồi cho cô Tư ăn đã luôn chứ con. Chạy đi bữa nay ăn hao cơm mà bới đầy đầy đi. Bữa nay ăn cơm nhiều lắm à. Cảm ơn con. Rồi con ăn nhiêu con bới rồi. Bới như vậy là cô Tư hai chén này là dữ lắm. Dạ. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình. Bữa nay ăn cơm với mắm chưng. Mời cả nhà cùng ăn. Mắm chưng với hột vịt. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Đây, múc mắm. Mời cô Tư, Diễm Tư của hai. Rồi, ăn đi con, con thích mắm nó lấy muỗng múc đi con. Cái mắm này mà ăn với dưa leo này ngọt lắm. Em múc về mà đến nhà. Mắm này ngon lắm. Đổ mà hơi dữ luôn. Lâu ăn cái món này dữ rồi. Mời cả nhà cùng ăn. Quá ngon mà Thành ơi. Con thích mắm, lấy mắm nhiều cho ăn đi con. Lấy muỗng sắn á, lấy muỗng sắn là ngon. Mắm thì vừa ăn hết chứ luôn hả? Ừ, mắm thì ngon. Thơm nữa. Thơm có mặn như mắm lóc. Cái cà bi nè. Thích ăn rau gì ăn đi Thành. Dạ. Chậm. Chậm. Dính nào không dính rồi lấy không dính. Được được. Để muỗng quết vô một cục. Ngọt. Cà non mà. Cà non chấm mắm. Cà non chấm mắm. Cà già làm dưa. Ngồi xích ba Lê Thành thôi con, ngồi dưới nhóc thôi con. Dạ. Này đúng món con thích rồi. Đúng món luôn. Đúng món con thích rồi, ăn cho nhiều vậy. Bà chỉ vô nó béo. Nghe cái mùi này là không có tưởng được. Có khế nữa. Khế ăn mà kẹp với cái này à. Nó ngọt liệm mà. Sáng hai vợ cháu mình thấy Thành ngon lắm. Không biết ăn cà hả Thành? Dạ không. Con chú không biết ăn không? Dạ biết. Này cái ăn mắm với leo hạt thôi. Thành nó với leo. Trời cái mắm cũng ngon lắm, ngọt. Từ từ ăn đậu lòng mà cũng ngọt ha. Đậu lòng rồi chứ ha. Giàu quá không thấy đường ăn luôn anh nè. Đậu lòng thôi hả? Dạ. Đậu lòng hồi sớm mình thấy nè con. Rồi. À, con thích ăn dưa leo không? Thích ăn dưa leo không ăn rau khác. Cô Tư ăn cà nữa. Cái cà này không biết có sâu không nên nữa phải sượng sượng không biết nữa lấy giá khác rồi. Thấy thương quá. Cho nó ngon. Ngọt chết hả? Cục để vô chết ăn cho nó đã cái miệng. Mắm ai cũng thích hết trơn ha, nó ngon quá cho nên ai cũng thích ăn mắm á. Cơm mắm ngon cơm. Hai cơm nữa. Ở nhà con cũng hay ăn mắm với gì á. Vậy hả? Dạ. Mẹ làm chắc ngon dữ rồi Thành. Dạ, con không thích lắm tại mẹ con làm với mắm cá linh không thì con thích mà mẹ con hay làm chung mắm cá chẽm nữa. Vậy hả? Có cá chẽm nữa hả? Dạ có. Cá chẽm nữa làm sao đó? Cá bự á, cá chẽm nó ngon lắm đó ha. Thịt không à? Rồi nó cũng có biến. Con không thích ăn cái con cá đó. Vậy giờ mắm nó mới thơm bằng đấy. Được cái ớt hiểm. Lắm cắn ớt ăn hả? Trời ơi ngon lắm. Ăn mắm mà ăn được cái ớt nữa ngon. Có ớt ngon, chưa dám ăn. Trời ơi. Ngon quá kêu rồi. Ngon quá. Bạn kêu. Ớt hiểm mà ăn được. Thấy vậy với tạm ngon lắm á. Tạm với mắm mà quết vậy nè mới ngon. Chắc miếng nào đó bự dút vô cái miệng cũng vừa. Nó dày ăn mới ngon. Chị hai bữa nay ăn cũng gộp gộp. Mắm thì vừa ăn. mua tí mắm đó, tí mấy luôn á, chừng hết luôn, mắm thấy không có mặn không. À, còn mình hấp lại mình ăn nữa, ăn mắm ăn không có ngán. Sáng mình tuốt ở sau hè, còn nghe cái bữa mắm mà. Mắm với sầu riêng là không có giấu ai được hết trơn. Hơi xa thiệt. Rớm cho con cái mà chả ổi á, nó nghe rồi nó biết mùi. Đi ngang rồi biết mùi mắm cá linh rồi. Sẵn chuyến cho dụng tư ông Thành ơi. Dạ. Ông Thành, Thành bới mỗi tay luôn rồi. Bới nổi ông Thành. Đó rồi. Người chừng 3 chén mà rồi. Dương Tư đầy đầy được con. Rau Nhút nhà của mình. Bây giờ nó mưa mới bớt mưa đây à, nó ra chưa được nhiều. Mưa dầm nó bị dập cái thau nó bị chết. Lúc này ít mưa rồi nó sống lại. Còn nữa mình nấu canh không? Mắm nhà ăn với rau nào cũng bắt hết. Đẹp ăn ngọt lịm. Mắm mà không có rau rồi nó như là chết mà không có tận. Không có tận liệm nha, không ngon gì hết. Ăn gì ăn chứ không có qua mắm. Cơm với mắm là hao cơm nhất. Bới cho cô Thành ơi. À, cái này mà có đi ngoài đồng nó mặn quá, khát nước dữ lắm. Mắm này cũng vừa ăn. Mắm vừa khô rồi ha, rồi đi ngoài đồng nước dữ lắm. Vậy để không có chứ. Được không? Bớt hết bới nữa. Lâu lâu được bữa mắm mà ăn đã thèm mà. Cái miệng ngồi ăn mà cái bụng nó no rồi. Đậu rồng mà đậu rồng của mình tới mùa. Mùa này rồi tới mùa đậu rồng. Đậu rồng tới mùa nó lên nó ngon hơn cái đậu rồng 4 mùa. Đậu rồng 4 mùa nó cứng. Cứng hơn kìa. Mà ăn cái đậu không ngọt bằng cái đậu một mùa. Của em nó về đậu rồng đó, cái chừng mà nó tàn rồi cái sau này cũng khỏi ra trồng nó tự cái hột nó lên nữa à. Ngay chỗ đó nó lên hoài. Cái dây đậu rồng đó là mấy năm nay đó. Lâu lắm rồi. Hút nhiều đó con. Hút đại lắm. Dạ có bên bên. Cái đó có thể là 10 năm nay rồi đó. Năm nào cũng có để lại. Ở tới năm mà nó lên à. Nó không phải lên cái gốc đó mà nó dùng cái hộp thôi. Nó là gì khác. Thành nãy nó nổi. Bây giờ nó ăn cơm với mắm ngon. Ngồi cái màu đói bụng luôn. Ăn cơm dưa là ngon luôn. Mình đói lắm. Chúng tôi đi ruộng, ấy đi vườn ổi, chúng tôi đâu có dám bẻ à. Ăn nó mau đói á. Dạ, mỗi lần nghe vườn ổi ăn cả 2-3 trái. Ăn mau đói vườn tư không có mần được, cho nên là không dám ăn. Chừng nào có về nhà, sắp về nhà ăn ở cái đi hơi nhà luôn. Gần tới bữa cơm, gần tới bữa cơm ăn không rồi cái ăn cơm luôn. Rau quá trời rau. Ăn thế nó chua chua vô nó không ngán. Món này mà bữa nay gặp Bi là trúng mắm đó, là nó ưa mắm dữ lắm. Em làm bữa nay nó đi học rồi chắc nó không có về hả? Chiều nó về, chiều nó về cho nó miếng ăn vậy. Em làm nhiều quá mình làm cho chị Hao, mình cho nó ăn nữa, cho Trang đi học ăn nữa. Thấy ngon quá, mua thịt nhiều. Lâu lâu làm lại nhiều. Sẵn làm rồi chưng hết luôn. Mắm này cái dễ ăn, đứa nào không thấy vậy mà tính đâu thôi chê, mà đứa nào cũng thích hết. Ăn thơm chứ dính vô áo rồi nó hôi. Còn cơm hết Hạnh? Dạ còn. Vậy còn bới cô miếng nữa đi con. Dạ. Quá ngon. Bên này đang chợ nữa. À, rồi. Đuổi tay nhỏ luôn à. Mình tới được rồi. Thường tư cũng no. Chép nữa là mới no. Này. Múc ăn đi chị hai. Nếu muốn múc sẵn đại ăn đi. Ở dưới này ở trên là múc mấy cái cục này là ăn nó ngon. Leo là thật. Dạ. Chừa bụng ăn mà mắm mà. Ăn rau nhút ăn cái cọng mà giòn. Ăn cái lá nó, cái cuốn lá nó dày. Cái cộng rau nhút non này chấm mắm. Chợ lách với gạo thơm chấm mắm cũng ngon. Rau nào cũng ngon hết. Cái món bánh này còn nhiều món lắm mà Thành ơi. Yeah. Bữa nào cô Tư mà kho một cái nữa kìa, mắm mà kho với nước cốt dừa ha. Nó là ăn bởi bụng luôn. Với cá lòng tâm rồi ha. Chứ không cần cao lương mỹ vị vậy hết. Thế là từng mới nghe. Kho với nước cốt dừa. Yeah. Nó béo ngon lắm. Tại nhà người thường kho với cá lóc thôi. Là cô không có lương cá lóc thì cô kho đồng tâm với lại cá cha. Cá cha kho cá cha ở ao cô đó. Dạ. Mấy con cá ở ao Bim Bim á. Dạ. Cá ngon không á, cá là ăn trái cây không, nó ăn ổi với đồ không á. Dạ. Ổi rau muống ăn dưa nạo cơm. Mấy con cá đó chứ mình ăn dừa mà cái dừa trứng cài dừa nạo xuống ăn chả nè, nạo thử cũng ăn hết, ăn thấy thương lắm, thải xuống rồi nó súng nào là nó ăn đâu dĩa dưa leo hết à. Ăn nữa không cô Tư, để dưa leo cho nè. Dạ. Dưa bả chị hai ăn. Con. Con. Mình thấy cái xong rất nè. Em thích ăn mấy rau này. Dưa leo chấm này nó ngọt. Ừ. Thành nó ưa dưa leo. Dưa leo ông Thành sắc nè. Ừ. Sắp bữa ăn trứng đá nó đã biết giòn, còn để cắt mỏng mỏng ăn không có giòn. Thích cắt nguyên trái gọt. Hồi nãy em thấy cũng thấy nhiều lắm, em tính chừa lại bớt, thôi chừa lại để lâu quá không ngon, chừng hết luôn cho mấy đứa này nó ăn. Anh đi học nó đem sang nó ăn, cổ mua đồ ăn. Trời ơi, cho con miếng mắm hả? Ừ, nó ăn đồ ăn bánh không hết. Ăn không hết mà qua đây thấy cái hơi mắm này thấy rồi. Để bằng ốc nó thấy nó rồi. Ăn hồi cái nó dính luôn. Ừ, nó ăn ốc rồi nó ăn không nổi luôn đó mà nó vậy á. Ăn không nổi nữa thì nó bỏ lại qua bên đây tiêu. Qua xa trận mắm rồi, ăn xong rồi giờ mình ăn trắng miệng đi hai ơi. Trắng miệng bằng là... thích cái gì ăn cái nấy đi. Bưởi. Thành nó lột bưởi khéo lắm à. Thành nó này bưởi của Thành nó tài trợ đó. Không thấy gọn hết xếp theo thấy có mũi bưởi thèm luôn. Mời cả nhà cùng ăn bưởi trắng miệng với mình. Bưởi này bưởi da xanh ruột đỏ, da xanh ruột đỏ. Mình lấy một muối nè. Rồi bưởi chóc lóc nè. Bưởi ngon quá Thành. Mời cả nhà bưởi. Nó cho cô Tư. Ngon quá. Xách bưởi cho mà còn lột cho ăn. Lột khéo hay không? Thịt bò thấy miếng bưởi nó gọn. Nó thích lột cam lột bưởi. Hồi trước cô Tư có cây bưởi da xanh. Dạ. Mà cô Tư làm cái hầu lại trong Bim Bim, cái đốm cây bưởi đó là uổng hết sức luôn á. Giờ còn bưởi là 5 roi, còn mấy cây nè với cam. Bưởi nè, không bưởi no luôn. Ăn cơm no sẵn. Ăn bưởi vô nữa mau tiêu. Bưởi nước mà nó ngọt cũng. Mềm. Ý là ăn không có muối này nó còn ngọt à. chấm muối nữa ngọt lắm. No. Xa bữa nay chặn mắm cà ăn quá chừng no luôn. Rồi thêm bưởi nữa. Ăn cơm no rồi ăn bưởi nữa quá chừng no. Quá ngon. Cà này giờ để chấm mắm, còn không thì chiên lại ăn cũng ngon dữ lắm luôn á. Tại bữa nay rau nhiều quá chừng nhiều rồi ăn không còn nhiều đâu. Quá. Từ tới chiều tới đói bụng ăn lần cũng hết cái mâm mà rau nè. Cà này nè anh đốn rồi nó lên, nó đợt sau nữa em làm món khác. Đợt sau đốn cái gốc nó lên lại nữa. Bây giờ cây nó cao quá trời, cao cũng bằng cây ổi rồi. Ô dữ vậy đó hả? Cao lắm. Trời ơi cây cao vậy mà trái mới lớn vậy đây. Ừ. Ông ơi cây tốt mà trái non đó, không phải còn non đó, nó nhỏ nhỏ không đó. Vậy hả? Ừ. Để nó bự đi cái em cắt khoanh khoanh vậy nè, chiên ngon lắm, chiên với thịt ngon lắm, cũng thịt bằm á ngon lắm. Bữa nay làm mắm chứ mốt cái cà cái làm món khác chứ không có mà mắm bằm nữa. Ở nhà mình ăn cũng xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nghe cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.